Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Báo Thể Thao. Và trước khi đến với những thông tin quan trọng, mời các bạn và admin điểm qua vài tin chính trong ngày hôm nay. Cristiano Ronaldo báo tin vui cho Man United, đưa 3 bản hợp đồng đẳng cấp thế giới về MU, bài toán kiểm soát để thách thức Man City. Và còn rất nhiều thông tin khác, sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. Cristiano Ronaldo báo tin vui cho Man United. Phát biểu trước giới truyền thông mới đây, người đại diện của Ronaldo, siêu có Jorge Mendes đã lên tiếng khẳng định rằng siêu sao người Bồ Đào Nha hiện không có kế hoạch trở lại quê nhà thi đấu cho Sporting Lisbon. Sau những phát biểu lần này, chỉ còn MU và PSG đang được xem là hai bến đỗ hàng đầu cho Ronaldo sau khi chân sút 36 tuổi rời Juventus. Oli vạch kế hoạch đưa 3 bản hợp đồng đẳng cấp thế giới về MU. Man United có sự tiến bộ theo từng mùa giải dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia người Na Uy. Hiện họ đang xếp thứ 2 tại Premier League và sắp sửa bước vào trận chung kết Europa League gặp Villarreal. Tuy nhiên, để có thể sớm trở lại đỉnh cao nước Anh và cao hơn nữa là Champions League, Quỷ Đỏ cần phải nâng cấp lực lượng vào mùa hè tới. Theo Mirror, huấn luyện viên Solskjaer đã lên kế hoạch chuyển nhượng sau khi mùa giải 2020-21 khép lại. Theo đó, vị thuyền trưởng 48 tuổi muốn đưa về Old Trafford ít nhất 2-3 cầu thủ ở cấp độ đẳng cấp thế giới. Ưu tiên hàng đầu của Ole Gunnar Solskjaer là một trung vệ. Trận thua mới nhất trước Liverpool đã chỉ ra điểm yếu của Man United khi không có Harry Maguire. Rõ ràng, đội chủ sân Old Trafford cần một ngôi sao phòng ngự đẳng cấp, không chỉ để bắt cặp với Maguire mà còn giảm tải bớt gánh nặng của cầu thủ người Anh. Rất nhiều trung vệ được đưa vào tầm ngắm, nhưng Raphael Varane mới là mục tiêu số 1 của Quỷ Đỏ. Man United tin rằng có nhiều chiêu mộ một ngôi sao người Pháp với mức giá 40 triệu bảng vì hợp đồng của Varane với Real Madrid sẽ đáo hạn vào năm 2022. Trên hàng công, Jadon Sancho là cái tên mà Man United theo đuổi từ lâu. Ngôi sao người Anh được định giá 80 triệu bảng. Sancho được xem là câu trả lời cho bài toán hành lang cánh phải của Quỷ Đỏ khi đã có 16 bàn và 19 pha kiến tạo ở mùa giải năm nay. Sancho chỉ mới 21 tuổi, anh còn rất nhiều thời gian để hoàn thiện bản thân mình. Ở vị trí còn lại, chưa rõ huấn luyện viên Solskjaer muốn tăng cường một hậu vệ phải, một trung vệ hay một tiền đạo cắm. MU vừa gia hạn với Edinson Cavani, vì vậy có thể loại trừ khả năng họ chiêu mộ thêm một số 9. Có lẽ Oli nên đưa về một tiền vệ trung tâm khi mà Nemanja Matic đã luống tuổi, còn Fred bắt đầu sa sút trong thời gian gần đây. Declan Rice, Marcos Llorente sau Newcastle được đồn đoán nằm trong danh sách mục tiêu của Man United. Tuy nhiên, nếu chiêu mộ thành công Varane và Sancho, Quỷ Đỏ buộc phải bù đắp lại số tiền đã chi ra. David De Gea, Alexis Lingard và một số cái tên khác có thể bị đưa lên sàn chuyển nhượng với mức giá hợp lý. Cavani sẽ được thưởng lớn nếu trở thành vua phá lưới ngoại hạng Anh. Phong độ ấn tượng của Edinson Cavani giúp anh chiếm lòng tin từ Manchester United. Mới đây, MU đã quyết định gia hạn hợp đồng với tiền đạo người Uruguay. Theo Sun Sport tiết lộ, El Matador sẽ nhận khoản thu nhập 250.000 bảng trên một tuần sau vụ thương thảo này. Chưa dừng lại ở đó, nhiều thông tin vừa tiết lộ điều khoản thưởng dành cho Cavani nếu anh đáp ứng được các yêu cầu trong hợp đồng. Với vai trò tiền đạo, MU hy vọng ngôi sao sinh năm 1987 sẽ liên tục nổ súng. Đó là lý do họ thêm điều khoản sẽ thưởng cho anh số tiền là 100.000 bảng trong trường hợp số 7 trở thành chân sút ghi nhiều bàn nhất tại câu lạc bộ. Ngoài ra, nếu Cavani giành luôn giải thưởng vua phá lưới ngoại hạng Anh, cựu cầu thủ PSG cũng nhận mức phí tương tự. Rõ ràng, MU rất tín nhiệm Cavani. Họ mong muốn anh có thể tạo ra nhiều đóng góp hơn tại Old Trafford để giúp đội bóng thăng tiến. Đây là mùa giải Cavani chơi cực hay với số lượng bàn thắng ấn tượng. Mùa giải tới, MU hứa hẹn thăng hoa hơn nếu chân sút người Uruguay giữ vững phong độ ghi bàn của mình. Trước mắt, Cavani đứng trước cơ hội ghi thêm bàn khi gặp Fulham ở vòng áp chót ngoại hạng Anh. Man United có nên mạo hiểm với Maguire? Maguire là cái tên rất quan trọng đối với Man United và nhiều người đang hy vọng anh sẽ sớm bình phục. Vậy cậu ấy có bao nhiêu cơ hội tham dự trận chung kết với Villarreal vào ngày 26 tháng 5? Nếu chấp nhận thi đấu ở trận chung kết Europa League khi chưa hoàn toàn bình phục, Maguire có nguy cơ tái phát chấn thương. Tệ hại hơn, cậu ấy có thể phải nghỉ thi đấu trong thời gian dài. Harry Maguire từng nén đau để ra sân. Maguire từng than thở về việc bị chấn thương ở hông trong 2 tháng và phải tiêm thuốc giảm đau mỗi khi xung trận. Euro 2020 đang đến rất gần, nếu chuyện không may xảy ra, Maguire hoàn toàn có thể phải ngồi ở ngoài nhà theo dõi đồng đội thi đấu. Man United không nên mạo hiểm bởi họ có khả năng mất một quyền thay người vì chấn thương của cậu ấy. Ngay lúc này, huấn luyện viên Solskjaer đang rất đau đầu, Maguire từng mắc nhiều sai lầm, khả năng xoay sở chậm chạp. Tuy nhiên, so với những trung vệ khác của Quỷ Đỏ, cầu thủ sinh năm 1993 vẫn mang đến sự yên tâm hơn cả. Harry Maguire rất quan trọng với Man United, chúng tôi rất nhớ cậu ấy. Huấn luyện viên Solskjaer bày tỏ sự lo lắng về hàng thủ sau thất bại 2-4 trước Liverpool. Man United phòng ngự thật tệ hại, nguyên nhân chính đến từ sự thiếu vắng Harry Maguire. Nhiều người từng hoài nghi năng lực của cậu ấy, bạn chỉ nhận ra sự xuất sắc của Maguire khi cậu ấy không thể thi đấu, huyền thoại Gary Neville cay đắng thừa nhận trên sóng Sky Sports.
Theo thống kê từ website của Premier League, khi Maguire xuất hiện trên sân, Man United giành chiến thắng 20 trong mùa giải này, có 13 trận giữ sạch lưới. Cậu ấy có 29 pha tắc bóng và 86 tình huống không chiến thành công. Tất cả chỉ số ấy của Maguire đều nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào tại Man United. Man United thất bại trong hai trận đấu gần nhất thiếu vắng Maguire và phải nhận đến 6 bàn thua. Eric Bailly vẫn thi đấu rất nỗ lực khi thi đấu lăn xả nhưng thường xuyên khiến người hâm mộ thót tim trong những trận đấu gần đây. Trong một cuộc tiếp đón Liverpool, trung vệ người bờ biển Nga phạm lỗi với Nathan Phillips ngay sát vùng cấm địa, khiến Man United suýt phải chịu một quả phạt đen. Victor Lindelof từ lâu luôn bị nhắc đến bởi những sai lầm, khả năng xoay sở chậm chạp. Bàn thắng đầu tiên và thứ ba của Liverpool trong trận đấu vừa qua có lỗi không nhỏ của cựu trung vệ Benfica. Nhìn chung, dù Maguire có xuất hiện trong một cuộc chạm trán với Villarreal hay không, Man United và bản thân trung vệ người Anh cũng đều phải đối mặt với rủi ro. Đây là một trong những câu chuyện cho thấy việc đưa ra quyết định về khả năng ra sân của một cầu thủ khó khăn đến mức nào. Man United bài toán kiểm soát để thách thức Man City. Sau cuộc khủng hoảng hậu kỷ nguyên Sir Alex, Man United đã phần nào tìm lại được sự tự tin xưa cũ trong mùa giải này. Thầy trò huấn luyện viên Solskjaer đang hướng tới danh hiệu Á quân với Paul Pogba, Bruno Fernandes, Marcus Rashford và lão tướng Edinson Cavani cùng những khoảnh khắc quyết định đem về chiến thắng. Sự ngạo nghễ của một ông lớn đang dần trở lại. Mặc dù Man United là một câu lạc bộ vô cùng giàu có và sở hữu nhiều tài năng tấn công, tuy nhiên, đừng quên huấn luyện viên Solskjaer luôn phải chịu áp lực khủng khiếp từ sự săm soi trong suốt cuộc đua giành vị trí trong top 4. Huấn luyện viên người Na Uy đã đạt được một số thành tích khiến những người đồng nghiệp nghe ghen tị. Lần đầu tiên dưới sự dẫn dắt của Solskjaer, Man United chạm mốc 20 chiến thắng trong một mùa giải. Quỷ đỏ bất bại trên sân khách nhờ một chuỗi trận lội ngược dòng gay cấn, chỉ để thủng lưới 15 bàn, trong đó có các trận giữ sạch lưới tại Etihad, Anfield, Stamford và Emirates. Tuy nhiên, Man United thường chơi cửa dưới trước các đối thủ lớn, thường mất điểm trước các đối thủ yếu và trả giá đắt vì màn trình diễn đáng thất vọng trên sân nhà. Man United nhìn chung vẫn là đội bóng khó phân tích vì Solskjaer không ràng buộc bởi những điều lệ chiến thuật hay một trường phái tư tưởng. Đây vừa là ưu vừa là nhược. Khi gặp thuận lợi, sự linh hoạt của Solskjaer phát huy hiệu quả rõ rệt, nhưng khi mọi thứ không diễn ra như ý muốn, Man United luôn bị chỉ trích vì cấu trúc lỏng lẻo và lối chơi thiếu chính tắc để gây áp lực cường độ cao. Sự hoài nghi về khả năng huấn luyện của Solskjaer vẫn còn tồn tại, nhưng không ít chuyên gia có thể đã đánh giá thấp khả năng quản lý con người của ông và tầm quan trọng của khía cạnh này. Ví dụ tiêu biểu là cách ông sử dụng ngựa trứng Paul Pogba. Bất ngờ nhất của mùa này là điểm số mà MU giành được trong những trận đấu bị dẫn trước. Chỉ có Newcastle United ở mùa giải 2001-02 với 34 điểm là giành nhiều điểm hơn so với 31 điểm của Quỷ Đỏ. Ấn tượng hơn nữa, 28 điểm trong số đó giành được trên sân đối phương. Đó là kỷ lục về điểm số giành được sau khi dẫn trước trên sân khách trong suốt lịch sử Premier League. Kết quả ấy là minh chứng cho phong cách và hỏa lực tấn công ấn tượng của MU và chắc chắn Solskjaer rất muốn tạo ra điểm tương đồng với năm 1999. Giai đoạn các bàn thắng muộn và những cú ngược dòng đã xác định cú ăn ba vĩ đại của MU. Mặc dù vậy, tính bền vững của kết quả này không được đánh giá cao. Khả năng ngược dòng được cho là phẩm chất của nhà vô địch, nhưng các nhà vô địch giải đấu theo thể thức vòng tròn cần rất nhấn mạnh và khả năng kiểm soát trận đấu với lợi thế dẫn trước. Điều đó giúp bảo vệ đôi chân trong một lịch trình thi đấu dày đặc và cho phép các trụ cột được nghỉ ngơi, tạo cơ hội cho những cầu thủ dự bị thi đấu. Nhận xét bảng xếp hạng hiệp 1 Ngoại hạng Anh mùa này, Man City vẫn đứng đầu nhưng Man United đứng tận vị trí thứ 13. Kết quả kỳ khôi này đến từ việc Man City đã dẫn trước 20 trong số 35 trận đã đấu còn MU chỉ có 7. Tỷ số sẽ quyết định cục diện trận đấu và sẽ cực kỳ khó khăn để vô địch giải đấu khi luôn phải ở trong thế bám đuôi. Man United cũng rất ấn tượng trên mặt trận tấn công trong mùa giải này với 68 bàn thắng từ tổng số bàn thắng kỳ vọng, hiệu suất tận dụng cơ hội cao thứ 2 tại giải. Họ cũng có tỷ lệ chuyển đổi phá dứt điểm thành bàn cao thứ 2 và 9 bàn thắng đến từ phạt đền, nhiều hơn bất kỳ đội bóng nào. Có lẽ xu hướng này sẽ tiếp tục trong thời gian tới khi mà MU sở hữu những chân sút xuất sắc, chân tạt ấn tượng và cách gọi đòn để được hưởng penalty, nhưng cũng có thể là không, đó là lỗ hổng tiềm ẩn. Cũng có cảm giác rằng Man United thiếu sự kiểm soát kỳ vọng từ một đội bóng lớn. Quỷ Đỏ luôn nhợt nhạt trong những pha lên bóng lấp lăng và chủ yếu kiếm lợi từ những tình huống hỗn loạn. Bởi vậy, bình luận viên Gary Neville đã gán cho thầy trò Solskjaer cái tên đội bóng kỳ quặc. Giải quyết cho vấn đề này có thể là việc ký hợp đồng với một tiền vệ kiến thiết lùi sâu, người có thể cung cấp những đường truyền chất lượng cho tiền đạo nhưng cũng làm chậm nhịp độ khi cần thiết. Man United đã không giành được danh hiệu nào từ khi Michael Carrick giải nghệ, một mẫu cầu thủ phân phối bóng đẳng cấp cao trên bên phần sân nhà. Nemanja Matic giải quyết được vấn đề chỉ trong những ngày tiền vệ này khởi sắc, trong khi Fred và McTominay chủ yếu mang đến năng lượng và sự cần cù chứ không phải chuyên gia tổ chức. Paul Pogba có tố chất nhưng anh không ưa và cũng ít khi được bố trí lùi sâu. Cầu thủ Man United có nhiều đường truyền thành công đến từ khu vực 1/3 của sân mùa này là Harry Maguire, một trung vệ.
cho thấy hàng tiền vệ đã bị bỏ qua. Chiêu mộ một số sáu đích thực có thể giúp Man United dễ dàng tìm thấy những cầu thủ tấn công trong các trận đấu lớn. Mặc dù Solskjaer thiết lập hệ thống tấn công rất tốt trong những trận đấu kiểu như vậy, nhưng có ý kiến cho rằng MU đã bỏ lỡ cơ hội chiến thắng trước Arsenal, Chelsea hay Liverpool vì không biết cách chủ động tấn công. Những đường chuyền tốt sẽ tạo cơ hội cho các tiền đạo phát huy hiệu quả nhiều hơn. Một khi những cầu thủ của Quỷ Đỏ quanh vòng cấm đối phương, họ đủ khả năng tàn phá mọi hàng thủ. Nhưng làm sao đưa bóng đến khu vực ấy là một vấn đề. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn vào đăng ký kênh và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.